Dưới đây là những lý do vì sao bạn nên mua máy CNC cắt gỗ tại Đông Phương Hà Nội. 1. Quy trình sản xuất máy CNC tiêu chuẩn quốc tế. CNC Đông Phương luôn nắm bắt tiến bộ của khoa học thế giới, liên tục cải tiến công nghệ, đầu tư hàng loạt máy gia công cơ khí hiện đại như máy khoay giường CNC khổ lớn, các cánh tay robot tự động, máy tiện CNC, máy laser fiber, máy plasma, tạo ra bước đột phá khác biệt về độ chính xác và chất lượng sản phẩm. Phần khung bệ của máy CNC Đông Phương phay cẩn thận bằng máy phay giường, giúp máy có độ chính xác cao, thời gian sử dụng có thể lên tới 20 năm hoạt động liên tục. Dây chuyền sản xuất máy CNC của công ty Đông Phương là mô hình khép kín, tất cả các chi tiết lắp ráp máy đều được sản xuất và lắp ráp hoàn thiện ngay tại nhà máy. CNC Đông Phương cũng đã và đang áp dụng thành công phương pháp quản trị hiện đại, sản xuất tinh gọn, cải tiến liên tục, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh của CNC Đông Phương trên thị trường hiện nay. Công suất nhà máy có thể đáp ứng 1.000 máy CNC các loại trên mỗi năm. 2. 100% linh kiện chế tạo máy được nhập khẩu chính hãng. Mọi linh kiện chế tạo máy đều do chính tổng giám đốc công ty tìm hiểu chọn lọc và gặp trực tiếp các nhà cung cấp uy tín, chất lượng tại Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, trao đổi yêu cầu và đặt đúng theo tiêu chuẩn của công ty đề xuất. Một số thương hiệu được CNC Đông Phương lựa chọn như TBI Motion, Lissai, Sunfa, VDZ, Panasonic. 3. Mua máy CNC khắc gỗ với giá cực ưu đãi. CNC Đông Phương đang khuyến mại giảm giá từ 10 đến 40 triệu đồng nhiều dòng máy CNC khắc gỗ chất lượng. Mời quý khách hàng tham khảo tại website máyCNCĐôngPhương.com. 4. Quy trình chuyển giao công nghệ hiệu quả, chuyên nghiệp. Sau khi mua máy CNC Đông Phương, quý khách được chuyển giao công nghệ miễn phí không giới hạn thời gian và số lượng người học. Thông thường, sau khóa đào tạo miễn phí từ 7 đến 15 ngày tại công ty, khách hàng sẽ tự có khả năng thiết kế, vẽ và lập trình các bản vẽ thiết kế, làm chủ công nghệ vận hành máy và chạy máy ổn định. 5. Đa dạng sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu và nguồn vốn đầu tư. CNC Đông Phương có tổng 17 dòng máy CNC khắc gỗ và nhiều dòng máy CNC thiết kế đặc biệt, có nhiều phân khúc giá cho khách hàng lựa chọn. Tất cả các dòng máy CNC khắc gỗ Đông Phương đều cơ bản giống nhau về thiết kế máy, chỉ khác nhau về số mũi đục, hành trình làm việc, chiều cao vai máy. Máy CNC Đông Phương phủ khắp trên toàn quốc. Với phương châm lấy uy tín làm trọng, CNC Đông Phương đã trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Hệ thống phân phối của CNC Đông Phương đã phủ khắp 64 tỉnh thành. Nhiều khách hàng đầu tư trên 2 chiếc máy CNC của chúng tôi. Ngoài ra, thương hiệu CNC Đông Phương còn vươn tầm ra khu vực xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Nhân viên tư vấn nhiệt tình. Bạn thắc mắc không biết lựa chọn mua dòng máy CNC khắc gỗ nào là phù hợp. Bạn lo lắng về những khó khăn trong quá trình sử dụng máy như học vận hành máy có khó không, công ty có hỗ trợ mẫu miễn phí hay không, đầu tư máy có thực sự hiệu quả. Nhân viên tư vấn của CNC Đông Phương sẽ ra giải đáp giúp bạn mọi câu hỏi và tư vấn dòng máy CNC khắc gỗ phù hợp với nhu cầu và nguồn vốn đầu tư của bạn. 8. Chế độ bảo hành lâu dài, đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp. CNC Đông Phương là đơn vị duy nhất trong ngành bảo hành máy CNC 3 năm phần cơ khí, hệ thống dẫn hướng, 1 năm phần điện. Thời gian bảo hành chậm nhất là trong 48 giờ kể từ khi khách hàng thông báo lỗi máy. Cơ chế bảo hành là đổi mới, không sửa chữa, linh kiện thay thế sửa chữa chính hãng luôn có sẵn. 9. Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tận tâm. Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến vấn đề hậu mãi sau bán hàng, kèm theo chất lượng dịch vụ đi kèm đầy đủ, thuận lợi việc thay thế sửa chữa cho mọi khách hàng. Tôi đã sử dụng máy của công ty được gần 2 năm. Nói chung là máy tốt chưa chắc đã tốt. Cái chính là thái độ phục vụ và chế độ sau bán hàng của công ty Đông Phương rất tốt. Công ty Đông Phương thì mình cũng có một cơ may là
tìm nhiều công ty làm về CNC, về chuyên về đồ gỗ, thì cũng qua một số tìm hiểu trên các nguồn của internet và một số bạn bè giới thiệu, biết qua công ty Liên Phương và cung cấp chuẩn bị cung cấp các hàng lòng máy của CNC. Cảm ơn công ty đã cho mình một cái niềm tin, cũng cho mình một cái động lực để mình làm việc tiếp. Hai Liên Phương. Tôi mua máy của công ty Đông Phương là đến giờ phút này đã được khoảng 3 năm. Thì cái lịch trình và cái công việc của tôi thì cũng thích hợp với công việc. Máy thì chạy thì cũng được, rất là tốt, bền bỉ. Cái máy trước thì tôi mua cách 3 năm thì là cái máy đấy là cũng hiện tại bây giờ vẫn sử dụng và sản xuất rất tốt. Còn cái máy chạy con C2 này cuối này, con K100 này thì rất tốt, chạy máy là đẹp. Mà làm bền bỉ, vừa rồi tôi làm hầu như là liền, như là 6 tháng là không được nghỉ. Đã sử dụng được hơn một năm thì không thấy máy có vấn đề gì, vận hành chân chu, hỏng hóc thì chưa có hiện tượng gì nào hỏng hóc của máy. Thì trong một năm thì về những nhân viên công ty thì rất là tận tình chu đáo, lại mẫu máy rồi quá trình máy khắc phục máy rồi các lỗi nhỏ lặt vặt là công ty rất là tận tình khắc phục rất ngay. 10. Thương hiệu uy tín. Nhiều năm qua, CNC Đông Phương liên tục vinh danh, nhận được nhiều danh hiệu và chứng nhận chất lượng của các tổ chức trong và ngoài nước. Top 50 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt 2019. Giới thiệu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Đông Phương Hà Nội. Tự hào là đơn vị cung cấp máy công cụ CNC trong lĩnh vực gia công gỗ, gia công kim loại, khắc đá và quảng cáo, do công ty tự nghiên cứu thiết kế chế tạo và đăng ký bản quyền thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cảm ơn quý khách hàng đã tham gia đọc bài chia sẻ 10 lý do nên mua máy CNC khắc gỗ của Đông Phương Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn tự động hóa Đông Phương Hà Nội, nhà máy sản xuất máy CNC uy tín số 1 Việt Nam, trụ sở chính, khu công nghiệp Phố Núi A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, chi nhánh số 1713, khu phố 8B, Tân Biên, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Website máycncdongphuong.com. Liên hệ với Ngọc Bích theo số điện thoại 0362 903 888 hoặc 0368 838 388 để được tư vấn cụ thể.